Và thưa quý vị, quay trở lại với xu hướng thời trang năm 2022 thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng qua bộ sưu tập xuân hè mang tên là White Blend Spring Summer năm 2022 của nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Luôn mang đến những điểm mới lạ, độc đáo nhưng không kém phần thanh lịch trong các thiết kế thời trang. Mới đây, nhà thiết kế Hà Thanh Việt đã cho thấy sự biến hóa tài tình của mình thông qua bộ sưu tập xuân hè 2022 đầy cuốn hút dành riêng cho những cô nàng công sở. Không chỉ đơn giản là những trang phục công sở thông thường, Spring Summer 2022 của White Blend hướng đến hình ảnh của những girl boss là đại diện của những quý cô thế hệ mới, sang trọng, hiện đại, bao gồm vest, sơ mi, suit và những chi tiết trang phục cổ điển. Với những họa tiết house tut siêu vi kinh điển, điểm nhấn tinh xảo ở phần cổ vai, kết hợp cùng chi tiết chiết eo nhẹ nhàng và phối layer lạ mắt đi cùng những màu sắc trắng đen, ghi xám nhã nhặn, phổ biến với đối tượng công sở. Bộ sưu tập xuân hè 2022 của Hà Thanh Việt không chỉ mang tới những bộ cánh ấn tượng mà còn khéo léo truyền tải cảm hứng thời trang thanh lịch thông qua sắc xám hoài cổ và câu chuyện nữ quyền được lồng ghép hết sức tự nhiên. Đến với bộ sưu tập đợt này, các nàng thơ sẽ được hòa mình vào hai trường phái giữa sự hiện đại và tinh tế, cổ điển nhưng mà không quá phô trương. Tất cả những điều đó mang lại giá trị và sự tự do trong cảm xúc mà phải đẹp theo đuổi. Thời trang công sở nhưng không đơn điệu, thậm chí còn có tính ứng dụng cao trong các trang phục của nhà thiết kế Thanh Việt đã và đang nhận được nhiều sự phản hồi tích cực của công chúng yêu thời trang, cũng như một lời khẳng định về sự phát triển không ngừng đổi mới, sáng tạo của thời trang nước nhà trong bối cảnh mới.